tập show phát miễn phí ấm áp tình người giữa đại dịch Covid-19 của hai nữ công nhân môi trường Hà Nội. Vâng, quý vị thân mến, những ngày gần đây, nhiều người dân Hà Nội không còn xa lạ với hình ảnh hai chị lao công phát show miễn phí cho nhiều người vào lúc 5 giờ 30 phút hàng ngày. Điều đặc biệt là họ có vị trí công việc kinh tế không hề khá giả nhưng vẫn làm từ thiện, giúp rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Chị Nguyễn Thị Ngoan, 49 tuổi và chị Nguyễn Thị Lượng, 46 tuổi, đều trú tại thôn Tô Khê, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội, là công nhân môi trường tại Hà Nội. Hàng ngày, các chị thức dậy từ lúc 3 giờ buổi sáng để sắp xếp và chàng buộc lượng rau thu gom vận chuyển đến nội đô Hà Nội để phát những bó rau, củ, quả cho tất cả mọi người. Những ai gặp khó khăn đều được các chị phát miễn phí, không phân biệt bất kỳ hoàn cảnh nào. Ai thấy mình gặp khó khăn cần giúp đỡ đều có thể đến lấy. Chị Nguyễn Thị Ngoan cho biết, tôi và chị Lượng đều là công nhân môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, được phân công nhiệm vụ thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Nhận thấy mình có thể làm từ thiện giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khác nhau đang thực hiện giãn cách mà gặp khó khăn nên chúng tôi đã quyết định phát miễn phí rau cho mọi người. Nhà chúng tôi ở huyện Gia Lâm nên chúng tôi dùng số tiền của các nhà hảo tâm và cá nhân mua rau trong chợ gần nhà. Em với cả dì em là Nguyễn Thị Lượng kia thì về nhà làng em ấy, thì bảo với cả bà con là tôi ai muốn làm thiện nguyện, mọi người gom có rau thì đưa rau, có chuối thì đưa chuối. Tức là ai có cái món gì thì đưa đến cho chúng em để chúng em mang ra cái vùng dịch để ủng hộ cho bà con. Vì bà con không đi lại được vì là lo là cái vùng cấm. Bên cạnh đó, rau chúng tôi hái ở vườn nhà và sự ủng hộ của bà con hàng xóm gom lại chở sang phát miễn phí. Những ai gặp khó khăn đều có thể đến lấy miễn phí. Một người dân nhận được sau tâm sự. Rất là cảm động với cái lòng từ thiện của các bác, các cô ở bên Gia Lâm đã chia sẻ trong cái lúc khó khăn này của chúng tôi. Của một đồng công một nén, các cô rất là vất vả. Thế nhưng mà cũng không tiếc công tiếc sức. Mà chúng tôi ở bên này thì chị em về từ cả tổ dân phố rồi phụ nữ rồi chữ thập đỏ cũng tham gia để chia cho mọi người, mỗi người một tí trong cái lúc khó khăn này để giúp nhau qua mùa dịch.